Chào toàn thể các bác thợ nuôi ong nhé. Hôm nay thì cơ sở nhà em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu thùng nuôi ong dành cho ông nội, cũng như là báo cáo cụ thể về cái kích thước để cho các bác cùng làm bắt đường nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu mua về cái thùng nuôi ong tiêu chuẩn này thì có thể là tham khảo đặt hàng, số điện thoại em để góc màn hình video. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết để cho các bác cùng làm bắt được này. Đầu tiên là về kích thước nha các bác nhé. Kích thước của cái mẫu thùng tiêu chuẩn này thì em sẽ đo trực tiếp lên cho các bác thì tham khảo này. Đối với cái chiều rộng ở trong lòng cái thùng này các bác này, đối với cái chiều rộng của nó thì nó là 26 cm nhé. Đấy, tính từ cái mép bên này sang bên này là 26 này các bác này. Đó. Đấy, còn chiều dài này, chiều dài thì đây là cái mẫu thùng tiêu chuẩn thì nó sẽ dài rơi vào khoảng 42,5 chuẩn. 42,5 nha các bác nhé. Đấy, tính từ mép này này sang mép này. Đấy, còn về chiều cao này, chiều cao của nó rơi vào gần 27. Đấy, khoảng 26,8 ấy. Đấy thì đây là cái mẫu thùng tiêu chuẩn. Thì đối với kích thước chiều ngang như thế này, đấy thì các bác sẽ nuôi được là 5 cầu. Nếu như mà các bác có nuôi với chung với thước và vách ngăn thì sẽ được 5 cầu. Còn các bác bỏ thước bỏ vách ngăn đi thì các bác sẽ nuôi là được 7 cầu. Và đối với cái kích thước chiều dài này, đấy, chiều dài là 42,5 ấy, thì các bác bỏ cầu 42 vào thì nó sẽ thừa cho các bác 5 ly để các bác dễ dịch chuyển này. Đấy, còn chiều cao của nó là gọi là 27 này. Đấy, 27 thì các bác cái cầu của các bác phủ bì nó rơi tầm khoảng là 22 ấy, hoặc 21 ấy, thì các bác để cái má ngăn bên dưới nó tầm khoảng 3 phân nó vẫn thừa được mấy phân, nó không bị kích cầu nha các bác nhé. Đấy, còn một cái thùng như thế này này, đấy thì bên cơ sở chọn lựa làm cho các bác nó là cây gỗ gạo. Đấy, ưu điểm của cây gỗ gạo thì các bác biết rồi. Cái thứ nhất thì khi phơi khô đi làm thì nó rất là nhẹ. Và cái thứ hai nữa là cái gỗ này đã được ngâm rất là kỹ rồi. Mối mọt thì các bác yên tâm là sẽ không bao giờ sợ bị mối mọt cả. Đấy, còn cây gỗ gạo này thì khi các bác nuôi ở cái thời điểm ví dụ như mùa hè hiện tại đấy, thì nó sẽ không gây ra cái tình trạng là bị nóng cái con ong ở bên trong. Đấy, và còn về mùa âm mùa đông thì nó rất là ấm. Toàn bộ đinh thì được đóng bằng đinh tay hết nha con nhé. Đấy, đóng bằng đinh tay. Và cây gỗ gạo thì đối với cái thùng như thế này toàn bộ làm bằng ván liền 100%. Đấy, ví dụ như phần lắp này, phần thành này, phần đốc trước này, đấy, đốc sau thì liền một tấm. Còn ở bên phần dưới đáy thì thường thường là ghép, bởi vì nó là cái khối gỗ ngang, không ghép đóng một tấm thì thường thường nó hay bị mo thùng. Đấy, nó kéo nó bị mo ấy. Đấy, thì sẽ đóng ghép chia ra làm tầm khoảng 2-3 tấm. Đấy, làm cho các bác ở bên dưới đáy này là ghép 2-3 tấm đây. Đấy, còn về đằng trước thì có cửa. Đấy, cửa rút ra rút vào được này. Về đằng sau thì nó sẽ có một cửa sổ. Còn một thùng các bác mua thì sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn này. Đó. Đấy là toàn bộ một cái thùng ong tiêu chuẩn từ về kích thước cho tới là nguyên liệu gỗ thì em đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Thì các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại em để góc màn hình video. Bây giờ chào các bác ạ.